Bất cứ ai nhìn thấy cây nho thân gỗ cũng phải ngỡ ngàng bởi hàng nghìn quả nho đen bóng, chen nhau mọc chi chít kín cả thân cây. Hạt giống nho thân gỗ hoàn toàn phù hợp trồng ở Việt Nam, cây cho trái quanh năm, tạo dáng bonsai đẹp mê mẩn, có sức hút mạnh mẽ đối với những người thích chơi cây cảnh. Nho thân gỗ có tên khoa học là Jabuticaba, là giống cây quý hiếm có nguồn gốc từ Brazil. Hiện giống cây này đang là một trong những loại cây ăn quả có giá trị cực kỳ cao. Cây nho thân gỗ gần giống với cây ổi nhưng mềm, rất dễ uốn dáng bonsai. Những quả nho đen bóng chi chít dày đặc trên thân cây khiến chậu nho thân gỗ bonsai mang vẻ đẹp đặc biệt và không một loài cây nào có được. Giống cây quý hiếm này không chỉ chinh phục người khác nhờ ngoại hình lạ mắt mà quả của nó còn rất đặc biệt. Quả to, tròn, bên ngoài là lớp vỏ màu tím sậm hoặc đen, dày như vỏ mận, bên trong là lớp thịt trắng tươi, thơm mùi rượu vang hòa quyện với mùi ổi, vị ngọt ngọt, chua chua, rất lạ miệng khiến ai cũng phải phát thèm. Và sau đây, shop hoa đẹp dễ trồng xin hướng dẫn bạn cách trồng nho thân gỗ tại nhà nhé. Sau khi bạn mua hạt giống về thì cần ngâm hạt giống trong nước ấm khoảng 4-5 tiếng, sau đó vớt ra để ráo. Bạn cho đất ươm vào chậu, gieo hạt trực tiếp lên đất và tưới nhẹ tạo độ ẩm cho đất. Để trong bóng mát hoặc là dùng vật che chậu, tránh để hạt tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Sau khoảng 2-4 tuần thì hạt sẽ nảy mầm và sau khoảng 2 tháng thì có thể mang cây ra trồng. Để có được một vườn nho thân gỗ lớn cần nhiều thời gian, tuy nhiên cây rất dễ chăm sóc và hầu như không cần phải lo lắng về sự phát triển của cây. Bạn cần cung cấp đầy đủ nước cho cây bằng cách tưới nước vào sáng sớm và chiều mát. Tuy nhiên không nên tưới quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến rễ và khả năng phát triển của cây. Chúc các bạn thành công!